Mình em có mặt tại sông Trà Gạo nha. Giờ này buổi chiều rồi, ngay đây cũng rất là mát, quá là xà lan chạy nè, đẹp quá, đẹp quá. Lâu lắm rồi em mới lên tới chỗ này ngồi nha. Lúc trước em thường xuyên ngồi ở đây lắm, nhưng mà đã lâu rồi không đến đây. Bây giờ nắng lên nè, rất là đẹp luôn. Cái này bây giờ là nước lớn nha, xà lan chạy đi lên hướng này là hướng Bến Tre, hướng Bến Tre rồi Mỹ Tho, xà lan của Long An. Đây trong sáng đẹp quá. Bên kia cái ngồi ngược nắng cái nó tối tút. Bên kia ngồi ngược nắng quay lên tới thùi. Quá trời xà lan chở đá kìa. Em có nước ngồi không? Em kêu ai bán nước nè. Có mấy ngọn cao kiển. Có nước không lại kêu nước ơi khác quá. Nước ở đâu? Nước ơi. Ngồi đây không có nước nào hết à. Tôi ngồi đây mắc cái cây này nữa này. Cảnh này công viên Chợ Gạo nè, quá đầu rồi buổi chiều chưa có người nên vắng. Tại vì 20 mấy cái mà nó dài thôi, lộn mười mấy. Ai chiếc xà lan chở đá nè. Đá mì tới quá trời luôn. Xong Trà Gạo lúc trước ngay đây là hai bên là toàn là lá xé với bần không khán giả mình. Mà bây giờ nhà nước quy hoạch bờ kè là hai bên nó trống lỏng luôn, không có ngồi đây cho nó mát, cái khẩu trang đồ lọc cho nó mát cho ta thiếu lại dư luôn. Ê, giờ mới có thấy nước nè. Không có ăn mặn trừ nước, uống nước nè. Ơi, chai này có ai uống không? Uống à? Của em uống đi. Ngoài cuối chân trời. Ủa? Này hả? Quá trời, 2-3 chiếc luôn. Giờ này cái trong xanh luôn rồi. Này, nãy bị chổi nắng. Quá trời xà lan chạy luôn nè. Xà lan giờ mấy chiếc này không có chở nó nổi lên đẹp à. Có ngày chạy, ngày không chạy. Này lâu lắm rồi, mấy tháng mà từ bữa có mẹ tới giờ mới lại nữa đó. Lâu lắm rồi đó. Đây nữa nè, một chiếc xà lan chở đá sẫm quá trời luôn. Nhìn mà nó đẹp nhất là cái chiếc mình không có chở hàng á, dạ mình nó chở nó nổi lên nó bự, còn chở hàng rồi nó còn có hai con mắt không mà. Rồi thấy có miếng trên chiếc xà lan thôi. Này công viên Chợ Gạo vào ban ngày nè, ta chở xe đồ chơi xuống đây,
xe cho trẻ em chơi đó, xe điện tử, xe đạp điện, xe điện. Sao mà chiếc ga đầu ủi lụ lụ dưới mà đây có phát hiện được hay vậy đó. Ừ, mắt nhìn xa lắm. Thấy không? Đầu ủi của cái dưới xa mịt mũi. Ừ, thấy không? Xa mịt mũi chứ. À, xà lan mà nhìn đẹp nhất là nó không có chở hàng nổi lên nguyên chiếc kia là nhìn mê mắt. À, nhìn mới to chứ còn chở hàng rồi cái đầu còn cái be gió không à. Ừ. Ngồi. Mến phái người ngồi. Lúc nào mến cũng phái người ngồi á. Ờ đó, người ngồi nè. Đó, người ngồi trên trên ghe. Hai người ngồi trên ghe. Hai vợ chồng mình đi cái ghe này là ghe gì đây? Ghe gì đây mà thấy lạ lạ nha. Hai vợ chồng ngồi trên một cái chiếc ghe này là chở rất là nhiều bao. Ghe này chắc đi chở mụn dừa bên Bến Tre quá. Chở mụn dừa bên Bến Tre. Đây nguyên chiếc xà lan. Chiếc này chắc sắp làm lại rồi quá. Ở trên cái be nước mà nó xét hết rồi. Be gió chứ. Cái đó là kêu be gió rồi. Be gió xét lòi ra sắt. Be gió lòi sắt ra luôn rồi. Xét bông lòi sắt ra luôn. Này phải làm lại quá. Tới rồi. Xà lan mà làm bằng sắt không à khán giả mình. Chuyên nguyên chiếc xà lan hàng bằng sắt không à. Không có miếng cây nào vô trong hết trơn. Có cái mùi trên đó. Cái mùi nhỏ xíu thì làm bằng miếng cây thôi đó. Tất cả đều được làm bằng sắt. À, mà nó một lượt là nó một lượt hết, nó bong tự trong bong ra ngoài hết. Nó đẹp hơn.